Rồi em chào cả nhà nha. Dạ. À, thì hôm nay á cả nhà, dù mặt trời dù là trời mưa xíu nha, nhưng dạ. mà cả nhà thông cảm xem hết clip của em nha. Dạ. À, em sẽ giới thiệu một số cái gốc mai tàn á, em đo hoành, đo tán ngang, chiều cao á. Dạ. À, một số cái mã số á, cả nhà thấy được á thì sẽ ủng hộ cho em nha. Dạ rồi. Với em có một số cái mai mà mai giống cũng như thường khi vậy đó. Dạ. À, cái phần tiếp theo nữa thì em sẽ cũng lại tiếp tục chia sẻ cái bộ thuốc nha. Đây, dạ. Cái này là cơi cuối cùng rồi nha. Cơi này là em làm đây là cơi cuối cùng luôn rồi nè cả nhà. Dạ, nè. Em đi dài dài vô đây cả nhà. Có mấy cây đọt đỏ ao luôn nè cả nhà ơi. Ôi ôi. Nè. Sáng sớm quay vườn mai tàng là thích nhất luôn cả nhà. Đọt non ra lúng phúng nè. Quá cơi này là luôn. Cơi cuối cùng rồi. Cơi này nữa là chị làm xong rồi chị dặn đọt là đi cho nó làm nụ á chị ha. Nó làm nụ luôn. Dạ. Nó có nụ kim rồi nhưng dạ. mà nó đâu có nở, tại vì cây mình nó sung nó tốt như vậy là nó không có nở. Dạ. Ha. Ừ. Nó sung nó tốt như vậy là nó không nè. Em coi nụ kim nhóc hết trơn nè. Đó. Nè, đây, thấy không? Bấm sát chút nữa đi nè. Ừ. Nè, mỗi nách nụ kim hết nè. Dạ. Nhưng mà đâu có nở đâu, nó không khi nào nó nở, tại vì cây mình nó sung nó tốt là nó không có nở nha cả nhà, nên yên tâm cái vụ đó nha. Dạ. Đây. Đẹp ghê cả nhà ha. Là cây này nữa cái là chỉ bấm luôn, bấm dạ. đọt luôn, dằn đọt nó lại vậy luôn nha. Rồi. Nó lấy cây này luôn. Dạ. Là đủ rồi đó. Dạ. Mình thấy cây mình nó đủ tàn rồi là mình bấm luôn, bấm vậy rồi là tưới cái thuốc mà chị hay chia sẻ, lát nữa chị chia sẻ cho. Dạ. Ở nhà mình cứ dùng nha, cứ dùng đại bình thường không có gì á. Chiến gọi là em lên được 8 mã số nha. Dạ. Thì cả nhà đã ủng hộ hết rồi, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dạ. Bữa nay thì em lên 7 mã hay nha cả nhà. Dạ rồi. Bữa nay là em đẩy vô là 7 cây. Dạ. À, Tổng quay sơ lược qua 7 cây đi Tổng. Rồi em đi về. Hôm rồi á Trọng ơi, có cái chú kia điện nói là Trọng nó quay sao mà không có thấy rõ cái tàn, không biết nó đều không. Bây giờ em để cái kiểu này nè cho cả nhà mình dễ nhận xét cho nó đều hay không đều nha. Dạ, thoáng thoáng này vậy nè cả nhà, em dễ quay hơn cả nhà. Bữa hổm nắng mà mình để gần á. Dạ. Để lãng sảng hết trơn, còn giờ để vậy là nè, qua 7 cây. Trời sáng sáng dịu dịu nè cả nhà. Em quay cả nhà mình dễ thấy ha. Rồi 7 cây. 7 cây hàng tuyển ha. Tại mấy cây này nè chị làm dấu ngoài cái đám á cho cái anh đẩy vô nè. Dạ. Anh đẩy vô á chứ anh đâu có biết cây nào đâu mà anh đẩy. Dạ. Rồi bây giờ mình vô cây số 1 luôn số đi chị ơi. Số 1 nha. Rồi lại đây quay từ đây qua nha, mình tính từ đây qua nha. Quay từ ở trên đầu hồi nãy cả nhà. Tức như mình đo chiều cao đi ha. Dạ. Mã số 1 cả nhà. Chiều cao. Trời ơi. Trời đất ơi. Gì dữ à? Hết hồn gì? Nhiều. Hình như là 2 thước 2 á nha. 2 thước 2 chiều cao cả nhà. Cao là 2 thước 2 á. Để em đi một vòng ở nhà mình xem. Cái cây này cái tán ngang của nó không có xè không? Tán nhưng mà nó cao. Nó cao mà cái form của nó như cây thông á ha. Dạ. Nó vừa vừa chứ không phải mà nó không giống tay núm đúng không? Xíu nữa cũng được nữa. Dạ, được rồi. Mét rưỡi á. 1 thước rưỡi tán ngang cả nhà, 2 thước 2 chiều cao cái số 1 nha. Rồi để chị đo gốc nha. Rồi để cụ nở nha cả nhà. Quay đế đồ kỹ lưỡng. Để cụ nở thôi. Qua đây nè, có cái chỗ cần quay nè, ngang quay cho kỹ nha. Đâu. Nè. Cái chỗ này hồi đó nó bị lỡ miếng da nè. Lỡ miếng da. Đúng rồi. Nè, nó bị lỡ miếng da ngay đây nè, thấy không? Rồi. Nè. Đây cả nhà, lỡ miếng da ngay chỗ này. Nó đang sửa sạn nó liền lại nè, thấy không? Nó cũng kéo mài rồi nha cả nhà. Hàng này là mình là dẫu 31, hoành gốc là 31 á. Dạ. Trời ơi, cây này nó đơm bông tông thân nhiều ghê luôn nè Tổng. Nè, nó đơm bông ở tông thân nè. Nè, thấy không? Đây nữa nè. Mấy nhánh bên đây cũng có luôn nữa nè. Nhánh nào cũng có, nó đơm bông ở tông thân luôn. Dạ. Lâu hiếm lắm mình mới gặp được cây mai mà nó đơm cái bông trong cái thân. Dạ. Tàn toàn nha cả nhà, tàn nó toàn nha, nhưng mà chỗ nào có khuyết điểm là em sẽ nói đúng cái chỗ đó cho mình để mà khi mình nhận cây á mình khỏi bỡ ngỡ nha. Dạ. Để nhận mà nói cái cây đó nó có cái gì đó hay gì đó rồi cũng buồn vui nha. Không dạ. Chị cũng không muốn vậy. Dạ. Rồi tàn là khích rịch luôn. Cây này là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi. Mã số 1 nha cả nhà, cây này là 2 triệu rưỡi bao phí ship luôn. Bao phí luôn. Dạ. Tàn là khích rịch luôn nè. Dạ. Thấy không? Mấy cái hàng này của chị là về mấy anh chị mà mua về phải không? Cứ trồng xuống đại đi, cứ xây bồn trồng xuống đi. Em không có xử lý cái gì hết trơn á. Dạ. Chưa có xử lý gì hết nha. Dạ. Mình chưa làm nụ gì hết nha cả nhà. Đúng rồi, chưa có gì sử dụng phân làm nụ hay là gì. Cây này cả nhà cứ dằn lại cho em, dằn lấy cây này làm bông luôn được rồi nè. Dạ. Cây này là cứ về ha, bấm đọt vậy đúng không? Dạ. Cứ bấm vậy rồi xong. Đó, cứ là cho nó sượng lại cái cây này đi nha. Rồi.
Đây, rồi tới cây số 2 ha. Chị chia sẻ lại giùm em là cái mặt bông của nó luôn đi chị. Mặt bông á hả? Dạ. Mặt bông của nó thì đa số thì nó thấy nó 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh, 12, 15 gì. Bây giờ cái hàng này á là cái hàng nguyên thủy cả nhà ơi. Dạ. Mình không có nói là cây mình nó 10 cánh được. Dạ. Hay là cây mình nó 8 cánh không được, không có nói vậy được nha. Thì nếu mà cả nhà đã chơi cái dòng mai nguyên thủy này rồi á thì cả nhà biết được cái bông của nó. Chứ bây giờ em có nói ở cây 10 cánh thôi bà, tôi tả bà phân nửa tiền thôi, phân nửa tiền nào nở 10 cánh tôi đưa. Dạ. À, nó mới đúng đúng không? Bây giờ em có bao như vậy, tại vì cây này là cây hồi đó mình cũng đi mua tên đám về. Dạ. Nhưng mà mình sẽ chọn lựa cái giống nào mình thấy nó ok hơn. Nó thì mình mua thôi, tỷ lệ của nó là nó vậy nha. Đôi khi nó cũng có bay xuống 5 cánh nữa chứ đừng nói không có nha. Dạ. Không có gì mà tuyệt đối trầm trầm hết phải đúng không? Rồi, ừ, bán là mình nói từ ban đầu vậy đi. Nhưng mà mình thấy, nhưng mà chị thấy những cái cây như, ví dụ như em coi nhìn cái lá nè. Dạ. À, những lá ốm nhách dày sọc là ra 5 cánh là chắc rồi đó. Mình cũng coi được cái bông rồi mình mới đem về mình thường chậu. 2 mét nha. Cây này là chiều cao 2 thước, mã số 2 nha cả nhà. Chiều cao là 2 thước nè. Rồi, thọt thước em canh cho. Tán ngang xíu nữa. Rồi. Chưa? Rồi. À, lùi lại. 1m6 á. Rồi. Tán ngang cây này là 1m6, bự hơn cây kia hay cả nhà. Đúng rồi, cái tán nó nhìn nó bự hơn, lực hơn nha. Rồi, còn cái gốc. Để hồi em quay một vòng ở nhà mình xem. Ồ, nó coi cái gốc này sao nó thấp dữ vậy đây. Thấp quá. Chậu nó, này là cái chậu kiểu nó thoát thân thấp. Chậu này là chậu 7, chậu 8 gì nữa cả nhà. Chậu 7 phải không? Chậu 7 phải không? Năm nay chị làm chậu 7 cho phán. Hoành như gì? 28. Hoành là 28, cây này thoát thân thấp cả nhà. Rồi, còn cái nụ nè cả nhà, để em quay cái nút cái nụ kim cho cả nhà mình. Bữa clip trước á chị quay chị có coi lại thấy cái nụ nó không kỹ không á. Vậy hả? Ừ, em đưa sát sát vô. Mà nói chung đã có nụ kim rồi. Đã có nụ kim rồi. Ôm nụ kim hết rồi đó. Bây giờ chỉ dằn cây đọt này nữa là lấy làm nụ luôn nha. Dạ. Đó. Lát nữa thì sẽ hướng dẫn cho cái cách để chăm tưới cho nó tốt luôn ha. Dạ. Mình trồng cũng tốt mà mình nuôi mà làm bông cũng tốt luôn. Dạ. Mã số 2 nha, để em 2,5 triệu luôn nha. Cây này cũng đồng giá là 2.500.000. Ai thích phơm cao thì lấy cây cao. Dạ. Còn ai thích cái phơm mà nó dày á thì mình lấy dày nha. Tại dạ. vì á không phải nó lùn đâu. Thì mình nuôi nó hàng năm thì nó cũng lên cao nữa vậy đó. Dạ. Rồi, cái này mình về mình có chỗ mình trồng đất cũng rất là ngon luôn nha cả nhà. Mình làm cái mô, mình trồng đất, mình để vài cây ở trước nhà ha. Đó, sau này nó sẽ có giá trị lắm nha. Cây này là cây số 2 nha cả nhà. Rồi tiếp tục mình tới cây số 3 luôn. Cái chừng tợt té nha ông Tổng. Dạ. Cái nghe chỗ đây xình không. Cây mã số 3. Cây này. Này 1m9 nè. 1 thước 9 á. Đúng rồi. Ồ. Tán ngang nhiêu nè. 1 thước 9 chiều cao. Ở đó nghe, ở đó coi nha. Rồi. Chị đoạn cái thước quá. Ồ, cái tàn nó trong đây là khích rịch luôn nha. Cả nhà nhìn không có thấy cái gốc đâu luôn. Rồi chị thọt thước rồi chưa. Chưa nữa. Rồi được rồi. 1m5. 1 thước rưỡi. 1 thước rưỡi, mã số 3 nha cả nhà. Chiều cao 1m9, tán ngang là 1 thước rưỡi. Coi cái quanh gốc nha. Cái cây này nó đế nó nở. Đế cũng nở thôi cả nhà. Rồi quanh thân. Rồi xin đây đi. Ừ. Mình đo trên cái eo nè. Trên cái eo nè. Dạ. 29,5 đi. Quanh là 29, 29,5. Rồi. Dạ. 29,5. Này cả nhà ơi. Nó bùm sùm luôn cả nhà. Cái vàng nụ kim. Ồ, cái cây này quá trời, cái cây này luôn á. Dạ. Cái cây này sao mà nó kẹo luôn á. Nói chung là nó kẹo dữ lắm. Dạ, nụ kim này cả nhà. Đó, nó cũng kẹo lắm nha. Kẹo nha. Cây này là chị bán là 2,4 triệu nha. 2,4 triệu. Tại vì nó hơi thấp hơn cây kia hết anh em đúng không? Dạ. Chứ cái hoành gốc tán ngang nó cũng ok hết luôn á. Rồi, cây này là số 3. Lại bớt 100 đi ha. Số 3, 2,4 triệu. Bớt 100 nha. Dạ. Chỗ này hơi trơn đó nha. Đây để em quay một vòng ở nhà mình xem. Mã này là mã số 3 ha. Và mấy em đèn cái nữa đi cho kỹ cả nhà. Và mấy em đèn cái nữa. Mã số 3. Cả nhà xem được gốc nào ủng hộ nhà vườn giúp em số điện thoại em để gốc bên trái bên đây cả nhà. Đây, cây này là mã số 3 nha. Đó, số 3. Rồi mình 2 tới cây. 4. Cây số 4, cây đó 2,4 triệu ha cả nhà. Rồi. Rồi cây số 4 luôn, chiều cao 2m2. Rồi bằng cây đầu luôn nha cả nhà. Ôi, cái cây này tàn dữ hơn cây đầu dữ lắm. Cây rồi này... thọt thước cho chị em canh nha. Hay nha. Ừ. Rồi. Cây số 4 nha cả nhà. Đứng đây. Rồi. Em đâu tổng gọi rồi không bao giờ thấy cái thân mẹ tao. Rồi. Quá trời. Chưa. Rồi ok. Được chưa? Rồi. 1m6. 1 thước 6. 1m6 phải không? 1m6 phải không? Thì tới phải rồi đó. Phải không? Thì đúng rồi. Chị thọt thước tới đây là được rồi. Lùi lại xíu.
Lùi lại chút đúng không? Rồi. Mét 7 ông ơi. Mét 7 luôn hả? Ờ. Ừ. Chiều cao là hồi nãy chị nói 2m2 hả? Ờ. Góc này số 4 nha cả nhà. Ồ, góc này thoát thân cũng đẹp nữa. Đâu. Đây, để ở dưới cũng đẹp luôn. Cây này nè. Cây số 4 toàn nha. Toàn diện luôn. Toàn diện luôn hả? À, dưới đây nó nở nè, nở đến nở. Nở đang nở ra luôn nè, đẹp. Thoát thân như vậy hả cả nhà? Thoát thân nhiều ta. 230 không? 25 à. 25. Hoành thân nha. Chậu này chậu 7, chậu 8 luôn nha cả nhà, chậu bự nha cả nhà. Hoành thân là 29 đi, đo vậy là 29 hay là miễn mình đo dưới đây thì nó 30, không mình đo đại trên đây đi. 29 đây trừ 2 xíu cũng được. 29 đi nha cả nhà. Dạ. Đo dưới thì nó 30. Cây này tàn kính mít luôn nè Tổng ơi. Rồi. Quay lên không thấy mặt trời luôn. Vậy hả? Dòm nè. Kính mít luôn. Lá đồng đen luôn cả nhà ơi. Rồi góc này số 4 mình giao lưu với giá là 2.700.000 nha. 2.500.000. 2.700.000. Trời cái cây này luôn á. À. Cây này đẹp, xuất sắc luôn. Màu cái form nó cũng đẹp mà cái lá nó to mà đẹp mà đọt đỏ nó chứ cái đọt nó bữa nó ra đỏ tươi nha. Ừ. Rồi bữa nay nó già lại nè, nó sượng sượng nó già lại nè ha. Dạ. Nhớ mới đây từ cái đám trà mà nay nó cây nó dày luôn cả nhà. Quá ngon luôn. Ủa cây này mua về trồng đẹp luôn. Đúng đẹp luôn. Dạ, cây số 4 hả cả nhà. Cây số 4 ha, tới cây số 5 nha. Rồi. Giờ mình tới cây số 5. Ở phía sau có hai cây lùng đực đẹp lắm nha cả nhà nha. Cây số 6, số 7 đồng lực đẹp nha. Cây số 7 hay gì? Cây số 5. Chiều cao 2 thước. 2 thước 1. 1. 2 thước 1 chiều cao thọ thước cho chị. Qua mở thọ thước đi. Đứng đó nha. Rồi. Thùm lùm cái tàn luôn đó nha. Tàn dữ lắm. Mà nó kẹo nữa bên chị là tàn. Tàn là kẹo luôn á. Xíu nữa, xíu nữa. Rồi. Nhiều. Nhiều. Rồi phải không? Rồi, rồi, rồi. Mét 3, mét 6. Rồi. Mét 6, tán ngang cả nhà, cây số 5 nha. Cây số 5. Cho em xin cái hoành thân luôn. Để trống trống ra nhì quay dễ hơn hả cả nhà. Cái nhà mình xem cũng tiện hơn nữa. Hoành thân mình đo được là 30 nè, 30 nó còn hở nữa nè ha. Rồi. Tính 30 đi nha. Cả nhà mình trồng về, trồng vài năm là thấy cái cây nó lên liền hả chị ha. Tại vì hàng nhà vườn mình tiễn bông rồi nữa mà. Đó. Góc này nhiêu chị ha? Góc này là 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 cả nhà. 2 triệu 7 nha. Tại vì hôm bữa giờ cái này là chị ghép xe giao không à nha cả nhà. Dạ. Chứ em không có bó lại mà đây em cũng nha. Làm gì trơn á, để nguyên chậu quỳ rồi ghép xe giao cho mình nha. À cái hàng này là mình gửi luôn cái chậu ha. Đúng rồi, dạ. Cho nên là không có ấy. Chậu này chậu 7 hay chậu 8 hả ta? Chậu cái chậu này nè, chậu này in chậu 8 phải không? Chậu này hả? Đó, chậu này bự hơn chậu kia không? Cũng vậy á. Cũng vậy á, chậu 7 á. Rồi mình tính chậu 7 đi. Chắc chậu 7 á cả nhà. Dạ. Chậu 7. Rồi góc này là mã số 5 nha cả nhà. Góc này là 2.700.000 bao phí ship. Đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Đúng xác luôn. Rồi bây giờ mình tới cây mã số 6 cả nha. Quá trời mấy cây này. Một cây lùng lực. Hai thước mấy cũng có nha, thước mấy cũng có. Cây này thước chín nè. Trời ơi cái cây này. Những cái cây lùng thì cái tán nó ở rất là đây, tròn. Ở đây chị chỉ cái này quá nha. Thước chị. Đó, cho dễ nhìn. Tàn thông. Tàn mà cả nhà nhìn là tông đây là không hề nhìn thấy cái thân luôn. Ừ. Tết là nó nở bích cái cây luôn nha cái nhà thọt hướng dạ, chưa? Chưa. Rồi lùi lại xíu. Rồi được rồi. Cái này hả? Này là gần 1m7 á. Gần 1m7 nha cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Tàn nó gần 1m7 luôn. Rồi cho em xin cái hoành thân cây này luôn. Ôi ôi cây này tàn đều. Cái cây này nó giống tay núm nha, chứ nó không giống cây thông nha. Dạ. Nó giống tay núm. Thì mấy cái thông số chiều cao tán ngang hoành gốc nó cứ đảo qua đảo lại cả nhà thích tàn thì cây này là hoành có 24.5 thôi nha. Dạ, 24.5. 24.5. 24.5 nha. Dạ. Rồi. Em đi một vòng em quay cây số 6 này cả nhà mình xem. Cái này giao lưu như chị ha. Quá trời cái cây này luôn. Giao lưu như chị. Hả? Giao lưu như. Cây này hả? 2.4 nha. Kim nè cả nhà. Ý là cái nhánh nhỏ vậy thôi mà cả nhà thấy kim nó đơm mình nè cả nhà. Ở bên này. Em á là cả nhà ơi. À, từ những cái những năm trước luôn cả nhà có theo dõi clip em á là sẽ biết được bên em á khi mà nuôi cây mai tàn là thâu vô cái phơm tàn nè ha, thâu vô rất là sát ở trong đây luôn nè. Rất là sát luôn ha, cho nên về mà mấy chị mình nuôi á là sau này mình trồng lại hay nuôi lại gì á là nó cũng nó giống như là nó đã nhặt sẵn ở trong đây rồi. Dạ. Chứ không phải mà mình mua về rồi mình cắt rỉa ở ngoài đây nè. Dạ. Cái nó ra chừng 2 cơ là thấy cái tàn bự dữ lắm bự. Ừ. Nhưng mà ở trong đây nó sẽ bị trống. Dạ. Ở trong đây nè nó sẽ bị trống nè, còn tổng coi của chị nè. Nó chỉ có cái vỏ thôi phải đúng không? Rồi. Cái ruột em quay ngược cái này lên là nhìn biết ha. Rồi. Em quay ngược lên là nhìn thấy nó kẹo nó kẹo nó. Cái số 6 cả nhà.
Để em quay cái cây số 6 từ dưới lên trên cái nhà mình xem. Cây nào cũng vậy hết trơn á, là từ dưới lên trên là nhìn không có thấy cái để tay vô đây tổng có thấy không? Rồi, gốc này số 6 hay cái nhà. 2 triệu tư nha. 2 triệu tư. Mình tới cây số 7 luôn. Rồi. Cây số 7 cũng là tới chưa hả tổng? Lùi xuống xíu. Lùi rồi được rồi. 1m6 à. 1m6. Cây này chắc lùng nhất nãy giờ cả nhà. À, nó lùng mà nó đã ra. Miễn nó rậm tàn tết bông nhiều là được rồi cả nhà ơi. Trời ơi, tao nói nó cạo luôn nè. Còn cái, bự quá thì cái anh kia nói à, tôi coi clip bà bán mai tàng nay 4-5 năm rồi đó nha. Mà năm nay tôi mới mua được, anh mua 2 cây. Cả nhà có chỗ lớn thì cả nhà những cái cây bự coi được rồi chị. Được chưa? Rồi. Cái này hả? Cái này có 1,5m à. 1,5m ha. Ừ. Lùng mà 1,5m. Ủa, cao nãy nhiêu? Cao thước 6. 6. Rụng ngang 1,5m giống tưởng tượng như tái banh à. Nhưng mà cây này thoát thân đẹp nè cả nhà. Em thích mấy cây thoát thân nó vậy. Cái này tưởng tượng như tái banh nè. À. Mà cây này giống siêu nụ ghê ha. Giờ nè, cây này giống siêu nụ ghê nè, lá nó sát rạc luôn nè. Nhìn để ý biết. À, nãy của người ta mắt lá hơi thưa, còn của mẹ mắt lá nè. Nè qua đây nè, chị chỉ cho. Y gan luôn á. Nhìn sao? Nè. Mắt lá nó khích lắm phòng. Coi nút nụ ôm nè. Ôm khích rịch y gan giống như siêu nụ á. Nè cái cây này nè, quá trời luôn nè, mắt lá nè, mắt lá nó khích nè. Nút nụ nè cả nhà. Nụ tự nhiên của nó nè cả nhà ơi. Trời đất ơi cái nè, y như siêu nụ quá trời. Mới mốt mình làm nụ cây này cái nhìn cái đã cái này cây luôn nè. Cây này mà lạc lá cái chắc dữ luôn, nhìn thấy như là cái trứng luôn. Trời ơi con nè, tổng ơi thiệt cây này chứ. Cây này nụ dữ thần đó ta. Siêu nụ hay gì tổng ơi nè. Quá trời luôn nè. Nè. Dạ. Quá trời luôn. Đom em cái quanh đi. Cây này số 7 cái nhà, cây này là cây cuối clip nha cả nhà ơi. 7 cây. Cây mai tàng hôm nay là 7 cây hết cả nhà. Quanh là mình đo được là chưa nha. Rồi. Cây này sao tật dữ quá. 27. 27 quanh. Đây cả nhà, nụ nè cả nhà. Ôi ôi. Trời ơi cái cây này giống siêu nụ lắm. Trời cái này thấy thương ghê, cây này mà lắc lá ra chắc dữ lắm ta ơi. Lá khích rịch luôn mà. Rồi cây này là 2 triệu tư nha. Cây này 2 triệu tư cả nhà. Đúng rồi, 2 triệu tư chị ra ship luôn. Dạ. Tại vì chị ship chậu nữa. Dạ. Nói chung là ship luôn chậu rồi làm hết luôn. Dạ. Như giao bằng xe nữa thì trong ngày nó tới vậy đó. Trong ngày tới luôn. À, đúng rồi. Ừ. Còn mình nhưng mà ở ngoài ai ở ngoài Khánh Hòa đâu thì phải chắc bữa sau mới tới chứ ha. Dạ. Chiếc xe nó chạy chắc ở bữa sau. Ở trong miền Nam mình là trong ngày tới chứ. Trong miền Nam thì bữa nay mình gửi cho người ta sáng ngày cái mình đưa xe cho người ta. Dạ. Chở đi rồi chút chiều là tới rồi. Dạ. Thì đường ở chợ Lách Bến Tre nha cả nhà. Cây này là cây mã số 7 nha. Cây mã số 7 nha. Dạ. Cây này là 2 triệu tư nha cả nhà. Dạ. Như lúc đầu em nói để em chia sẻ cái bộ thuốc tiếp tục nữa ha. Dạ. Thì bữa giờ cả nhà hỏi em à tới làm bông rồi mình có tưới ba cái này được không? Dạ. À tới đợt làm bông rồi có tưới được không chị? Dạ được nha. Dạ. Bên em thì vẫn tưới bình thường. Dạ. Bên em hầu như là vẫn tưới định kỳ là vẫn còn tưới nha. Nhưng mà khi làm nụ là em có kèm vô là 16, 16, 8 em tưới nha. Hoặc là 3 số 17. Dạ. Nó cái loại đó là em có kèm vô trong những cái chai thuốc này em tưới nha. Dạ. Ha. Mình tưới kèm cái nha. Cứ kèm vô mình tưới vậy nha. Ví dụ như mình có thể mình pha là ví dụ như mình mua 16 16 8 về cái mình ngâm cái chai này đúng không? Ừ. Mình ngâm cái chai này vô cái mình pha loãng lại ra mình tưới vô gốc. Dạ. Còn cái rễ này thì đương nhiên phải có tưới rồi. Dạ. Nó nửa tháng là em sẽ tưới một lần. Dạ. Đặng cho nó ở lại đây nó nuôi cái bộ rễ, bởi vì hiện tại là cái cây của mình nó lúc nào nó cái rễ là nó quan trọng nhất rồi. Nửa tháng là em vẫn tưới lại một lần nha. Dạ. Còn cái này đó, cái manco này nè là hầu như là mỗi tuần mỗi xịt. Một tuần 10 ngày, tháng mưa này là chỉ có một tuần thôi. Ừ. Còn lúc mà nó đỡ như mấy ngày nay bão quá đó, mưa quá là một tuần là lo xịt nó đi. Dạ. Chứ không có khi nào mà dám bỏ hết trơn á. Ừ. Ha. Còn mình muốn cho không mà cái cây á, ha, muốn mua cho mà cái cây nó xanh nó tốt quá phải không? Nó xanh bền á. Ừ. Tưới cái này nha. Siêu cái này phục hồi. Cái này là hình như là từ ở những năm rồi đúng không? Dạ. Thì chị đã có đưa lên rồi đúng không? Chị vẫn xài đến hiện tại. Muốn cho mà cái cây của mình nó xanh mà nó dạng nó xanh bền á. Nó xanh đậm mà nó bền luôn á nha. Dạ. Là mình tưới cái gói này kèm vô cho em là cũng ok luôn. Dạ. Ví dụ thay vì cây mình không làm nụ, mình đang nuôi tàn, nuôi tược, nuôi này nuôi gì vậy đó, thì mình sẽ dùng cái này để mình cộng vô mình tưới. Dạ. Đó, rất là ok luôn ha. Ừ. Còn đây đó. Cái này mới quan trọng nè. Dạ. Cái diệt khuẩn này nè, nửa tháng phải xịt một lần.
Rồi. Giá nào nửa tháng cũng cũng có xịt hết trơn, không có khi nào không có xịt hết trơn, xịt đặng cho nó đỡ. Ví dụ như đang ra cây đọt vậy đi. Ví dụ cây mình đang ra cây đọt vậy nè mà nó bị cái con vi khuẩn phải không? Nó tấn công đúng không? Nó sẽ gây ra bệnh cái tự nhiên cây đọt này bị chặn lại. Nó bị chặn lại là mình mất thời gian rất là lâu để mình hồi phục cái cây. Đó. Cho nên là bên em là có xịt chặn trước nha, nhưng mà nửa tháng em mới xịt một lần, lâu lắm, nói chung lâu lắm mới xịt một lần. Dạ. Tháng mưa thì nửa tháng, còn tháng nắng thì nó đỡ được một chút nha. Ừ. Tháng nắng thì mình bỏ xa hơn một chút ha. Thì bên em vẫn là cái combo thuốc nha, 3 chai dày cộng với một gói nha. Một gói sẽ là 350 nha. Ba chai đó với một gói, một trong ba gói đó hay chị? Một trong ba gói này cả nhà có thể mình chọn nha. Ví dụ như em thấy á, cái Manco Z này nè là có ở nhiều, rất là nhiều tiệm bảo vệ thực vật có bán thì mình khỏi mua. Dạ. Mình khỏi lấy bên em, mình chỉ lấy những cái dòng này thôi. Những cái dòng này thôi nha. Dạ. Là mấy cái loại này nè, là mình kèm với những cái này để mình sử dụng nha. Dạ. Là khi đó đó ha, lại dụ như trong ba cái chai này là em bên em vẫn sử dụng thường xuyên luôn. Dạ. Vẫn sử dụng đến hiện tại, đến bây giờ luôn á. Ừ. Những cây mà em cho trồng ra đất rồi, trồng lên cái bầu vê, trồng ra đất rồi là vẫn còn sử dụng những chai này, vẫn tưới. Bởi vì khi mình tưới, mình vừa làm nụ nè, phân 16, 16, 8 nó tạo nụ đúng không? Nó làm nụ xong, nhưng mà cây vẫn dưỡng những cái loại này, nó vẫn xanh, vẫn tốt, nó vẫn sung cái cây. Dạ. Nó không có bị mà đứng cái cây lại nha. Ừ. Cho nên là cả nhà cứ việc yên tâm sử dụng đi nha. Một bộ như vậy là 350 ngàn nha. Rồi. Nó gồm có nè, một chai để mà nuôi rễ cây nè. Ừ. Kích thích ra rễ, cứu cây suy yếu tuột nhựa nè. Dạ. Nó là một cái chai này. Chai này là vừa tạo rễ vừa bung chồi nữa, làm cho cây xanh tốt nha. Dạ. Còn cái chai này nó làm cho giọt đọt, nó làm cho đọt nó lên. Nhưng mà nó đặc biệt, nó có một điều, nó cũng làm cho xanh cây mà nó đẻ nhánh cây nữa nha. Dạ. Đó, cho nên là mấy cái loại này bên em thì rất là thường sử dụng như là bao bao luôn á. Ừ. Nói chung là một lần là ảnh tưới là ảnh bỏ vô cái bao cả đầy một bao vỏ luôn. Ừ. Đó, nên cả nhà mình yên tâm sử dụng nha, một bộ vậy là chỉ có 350 thôi. Dạ. Đó, chai này là 200 lít nước, chai này 100 lít nước, chai này là 200 lít nước. Rồi. Đó, cái gói này thì nó tùy theo mấy bình vậy đó, thì mình cứ canh vô đây là mình chia ra mình xài nha. Dạ. Rồi, tiếp tục nữa thì em cũng có một số mây giống á cả nhà, với một số tùng nữa nha. Dạ. Thì cả nhà ghé qua coi được cái nào thì ủng hộ giùm em nha. Rồi nè cả nhà ơi, bữa nay thì em vẫn tiếp tục nữa nha. Dạ. Nhưng mà với tiếp tục này thì nó đẹp hơn. Dạ. Cái lô này mới khui bán ra đây nha. Rồi. Mới khui bán thôi. Rồi đây cả nhà ơi. Đó, gốc này là siêu bông mình lại ôm nụ rồi nha. Cây có này là cây à. Mùa rồi. Dạ. Cây mùa rồi, cả nhà mình ghép hơn mùa rồi á. Rồi, hay là đế được nè. Không, cái lô này lại giờ là đế đẹp đẹp vậy nè nha cả nhà. Đế là đế đẹp gì không nè. Đế là đế đẹp gì không đó. Nói chung là nó thẳng ra là đế đẹp không á. Đế đẹp không phải không? Đế dày dày không phải không? Đúng rồi. Góc bự bự không cả nhà. Đó, muốn tay cái của em luôn ha. Đây là siêu bông bình lợi nha. Rồi, thước tất thì khoảng chừng nhiêu chị? Ngoài hai gang luôn ha. Đúng rồi, nó dài lắm, nhưng mà có một cái nhiều khi nó có một tượt thì nó dài nữa. Dạ. Nó còn tàn tàn thì nó chừng hai gang rưỡi gì vậy đi, mình nói ví dụ vậy. Cảm thấy cái cây mà nó đẹp là được. Dạ. Nha. Rồi đó. Giá mình vô luôn nhiêu cây vậy chị? Cái này hả? À. Cái này là mua 3 cây á, là chị bán cho 250 ngàn. 3 cây gì 250 bao với ship luôn. Đúng rồi. Rồi. Còn một cây á là 80 ngàn mà cộng ship như vậy thì nó mắc công lắm nha cả nhà. Dạ. Nó 80 ngàn mà cộng ship á. Vậy mình gom lên cho đủ 250 mình bao ship cho cả đúng nhà. Đúng rồi, 3 cây là 250 đi. Đấy, đẹp vậy đẹp đi. Không? Nè còn mình muốn lấy bo thì lấy mấy cái ông này nè, trời đất ơi, bo bữa giờ chị bán cho mấy anh kia, nói trời ơi, tính ra mua này rẻ hơn đi mua bo nè. Cái bo này nó dài cái nha. Bo này nó dài từ khoảng nửa thước trở lên luôn cả nhà. Dạ. Dạ. Nửa thước đâu, 6 tấc. 6 tấc sắp lên. Mấy gang, 3 gang luôn ha. Hơn 3 gang luôn. Rồi cái này cũng đồng giá luôn hay sao chị? Đúng rồi, dạ. Như vậy đó. 80 ngàn một cây nha. Dạ. Hàng này cũng là 80 ngàn một cây, hàng ưu tiên mình lấy bo nha cả nhà. Hàng gốc phôi vườn không luôn nha. Ôi ôi cái lô này của chị hen mới khui bữa nay là 3 ngày hết ta. 3 ngày hay 4 ngày gì hả? Bán được dữ lắm luôn á, chị bán tinh lai á. Dạ. Nè. Gốc đẹp đẹp không hà. Nè. Thấy không? Trời ơi cái đế này cả nhà ơi. Đó, gốc đẹp 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 không nè, thấy không? Trời ơi cái gốc. Để mình về mình thay cái chậu cái. Cái gốc này nó quái nè. Sổm sổm lên như là đẹp này cả nhà. Rồi để hang nè có siêu bông bình lợi hết nha. À, ngọc toàn luôn cũng vậy nè. Nhìn ngọc toàn luôn. Nè, không coi nè. Dạ. Ngọc toàn á mình muốn lấy tược cao á thì tược cao ý nói là tược đâu rồi? Tược cao thì cũng có nữa nha. Dạ. Có nữa.
Đó, còn mấy cái mà lùng lùng thì cũng có luôn. Lùng lùng như vậy cũng có luôn, mà tược dài hơn cũng có luôn. Cũng đồng giá luôn hả chị? À, tược cao á thì cái đế nó cũng là đế 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 cũ nở, nhưng mà có một cái nó không bằng, nó không bằng tược lùng. Còn cái lô tược lùng đế đẹp dữ lắm. Nè, lô tược lùng nữa, lô nãy mới cầm đó nha, đây nè cái nha. Tược lùng á cũng 80.000 một cây luôn, cây nhà 80.000 nhị ngọc toàn lá xanh đó cái nha. Còn cái nếu mà mua hai cây nhị ngọc toàn không phải không? Chị bán cho 160 bao phí luôn á. Hai cây thì 160 bao ship. Đúng rồi, hai cây á. Mà ngọc toàn không á nha, tại ngọc toàn của chị còn nhiều á, nên chị bán cái giá nó sẽ nới hơn nha. Mà gốc của ngọc toàn thì nó có nó không bằng bình lợi không á. Dạ. Còn cái lô tược cao nè cả nhà, lô tược cao thì cũng cái đế không bằng ha. Đó, nhưng mà cũng đồng giá là 80.000 cây luôn. Đúng rồi, hai cây là bao ship. 160 bao ship luôn. Đúng rồi, hai cây 160 bao ship luôn á. Dạ rồi, mấy anh em về lấy bo cả nhà ơi. Rồi, dạ dạ qua anh đây coi còn gì nữa không nha. Như ý nè. Dạ như ý. Trời ơi, như ý đâu rồi? Như ý góc đẹp đẹp không à? Như ý đâu rồi? Góc đẹp luôn phải không? Nè, đây. Như ý nè. Bên đây nè. Bên đây hả? Nè. Rồi, mới tính tạ xuống bên đây. Đó, nhầm nè, như ý nè. Như ý. Đây dảo như ý nè cả nhà ơi. Đó, cũng góc cũng đẹp đẹp. Hai góc thì 200. Hai cây như vậy là 200.000 bao với ship luôn. Đúng rồi. Đó. Nó như cái bình lợi lúc nãy vậy đó. Dạ. Còn cái bò chiều cao chắc cũng khoảng em lấy em hai gang tay đi hả chị ha. Đúng rồi, đúng rồi. Như bình lợi lúc nãy vậy đó, bình lợi là lúc nãy là mình lấy là hai cây là 200 đúng không? Hai cây là 200. Đó, còn một cây là phải không ta? Bình lợi nãy là 3 cây là 250 bao ship. Đúng rồi, 3 cây là 250 á. Dạ. Là mình có thể là mình chọn hai cây bình lợi vô một cây này đấy nha. Rồi. Còn mua hai cây không là 200 là bao ship á. Còn miễn mua một cây là bán cho 80.000 mà cộng phí á. Dạ rồi. Thì nó cũng y rang vậy á. Dạ. Nói chung là mua hai cây nó sẽ có lợi hơn. Đó, hoặc là mua 3 cây còn có lợi dữ nữa nha. Mua 2 cây trở lên là ok hơn cả nhà ha. Đúng rồi, cái loại này thì em ghép á nó còn ngắn ngắn vậy nha cả nhà, nhưng mà nó già rồi tại em đài nó. Mấy cái góc này phải đài nó cả nhà ơi. Coi nè, đẹp nha. Đó. Đẹp đẹp không hả? Chị nói tổ cái lô này nó đế quái không? Đâu hôm qua chị có cái cây đế còn dữ nữa, cái đế mắc cười dữ lắm nè. Đế mắc cười. Cưng nắng sao mà ra được đế này? Không có khi nào cái lô này mà ai sao mà nắng được. À, này tự nhiên chứ nắng gì. À, ngọc toàn đó, ngọc toàn mấy đế vậy đó. Mà em quay mấy cái đế hết cả nhà. Rồi. Cái này giống nhện nhện vô. Mỗi giống thì cả nhà lấy 1 cây nhẹ cả nhà. 2 cây, 3 cây trở lên là nhà vườn mình bao phí ship được cả nhà luôn rồi. Cái này thì cũng giá vậy luôn, nhưng mà mấy cái này là đế gốc nhớt nha cả nhà, gốc nhớt như ba cái bí bính hay là so rồi thì nó là gốc nhớt rồi mình nuôi lên nha. Dạ. Còn như mấy cái loại này là loại đế gốc vườn rồi đế mình tự mua. Nhiên cả nhà. Ví dụ nhà mình mua mình bứng về đúng không? À. Mình bứng về xong cái mình tỉa nó, mình cắt mình tỉa mình làm cho nó có cái kiểu này kiểu nọ vậy đó. Dạ, nó đa dạng nhìn nó đúng rồi, ít nhìn, có nhìn bị nó gập khuôn ấy nhìn nhìn nó không có gập khuôn nó đẹp biết không? Dạ. Còn như cái kia thì nó không có bị đụng hàng. Cái kia thì nó cứ như 10 cây nó như 10, 10 cây như một chứ nó 7. 10 cây như một như hai gì đó. Đúng rồi. Coi cũ nè. Thì còn cái này là lùng nha, như ý lùng nha. Còn mấy anh chị mà muốn lấy cao thì cao em có luôn nè. Như ý cao một bo cũng một tược cũng có luôn. Dài thược luôn. Là mình... đồng giá luôn. À đúng rồi, cũng vậy cho dễ. Đúng rồi, cũng cho dễ vậy. Dạ. Đó. Hàng lấy bo có đây nha. Thì mình mua 3 cây là 250, cứ 3 cây 250 vậy, muốn chọn cái nào chọn vậy đó. Dạ. Chỉ có ngọc toàn là mình mua 2 cây là 160 là bao ship á. Ngọc toàn số 3 cây thì 220. 3 cây ngọc toàn không á nha. Dạ rồi. Còn ghép đơn lại nhà thì cứ giống như vậy. Ngọc toàn thì cái bông nó thì cả nhà biết rồi đúng không? Dạ. Nó bông 2-3 màu tổng về ghép bông, đưa cái bông vô cho mà khách xem nha. Rồi. Tại vì bữa nay không có bông nở này chứ ngày thường thì bông nở nhiều lắm nha. Dạ. Ngọc phát. Siêu bông ngọc phát. À, siêu bông ngọc phát là cả nhà biết rồi ha. Dạ. Đó, bữa nay em còn khoảng 15 cây. Còn 15 cây cả nhà, rồi. Cũng gốc vườn luôn. Để còn để cũ nha. Nha. Dạ. 15 cây. 15 cây. Còn có 15 cây à. Dạ. Rồi giá mình cho luôn nhiêu cây vậy chị? 15 cây này bữa giờ hay nói là còn nhiêu cây vậy không? Cả nhà nói đồ còn đồ cặn, không có phải cặn nha. Là mình lựa cái đồ mà ra mình bán được 15 cây. Còn cái kia nuôi lại nữa, cái kia mới cặn á. Cái cặn thì nuôi lại nữa. Nuôi chừng nào nó tốt rồi mình bán nha. Cái này là chị bán là 150 một cây nha. 150 một đúng cây. Đúng rồi. Ngọc phát này nè là chị bán siêu là... bông ngọc phát cả nha. Siêu bông ngọc phát ấy. Ghép chừng 6 tháng nha, cái bông nó lên tội nhìn thấy nhức nhói luôn á. Nhức nhói luôn hả? Nói chịu không hỏi luôn á, đẹp lắm nha cả nhà. Dạ. Siêu bông ngọc phát á nha. Còn có 15 cây nha. 15 cây mà toàn là gốc phôi không à, gốc bự bự không à. Dạ. Rồi 150 một cây. Đúng rồi, chính xác luôn. Còn ba này phải không? Dạ. Ba này ba cái hàng mà cúc 150 đồ nè. Cúc 150 nè. Dảo cánh tròn đồ. Còn nhiều không chị? Mấy cái này còn nhiều không?
ít ba cái này giờ còn ít, ít không không ít ít xong mà rồi, chị em... bán 16 một cặp vậy nè, một cặp vậy là 16 nè, đúng rồi, cặp 16 vậy nè. Dạ, giảo cánh tròn cả nhà, giảo cánh tròn tây thi đồ gì á, rồi nha. Bạch mai thái nè cả nhà ơi, đúng rồi đó, gốc thì gốc vườn không nha, rồi cúc tây thi cũng đồng giá luôn, đúng rồi đó. Ừ. là chị bán 16 một cặp vậy, đi cặp bao ship rồi đó, 16 cả nhà, đúng rồi, cặp là 16 bao ship vậy đó nha. Dạ, còn này là giảo cánh tròn nè cả nhà, đúng rồi. Còn mấy cây gì bán hết, bạch mai luôn nữa nè. Ồ, bạch mai đẹp đẹp không à, bạch rồi giảo cam cánh tròn nè, giảo cam tốt rồi nè cả nhà, giảo cam mà rồi, cánh tròn bây giờ là nhiều người hỏi chị giảo cam cánh tròn nè, nay là mới cái lá tốt nó nè, cũng bầu bầu tròn tròn nữa nè cả nhà, đọt đỏ tươi hả, đọt đọt, đọt nó đỏ, nó đỏ đây, nó đỏ, nó cái đỏ bầm á, à đúng rồi đỏ. Dạ dạ, cái này là cái đọt non của giảo cam cánh tròn, đúng rồi nha. Có mấy cây này là bự nha, cái này là siêu bông Sài Gòn, cái này Sài Gòn, Sài Gòn này là hàng, này là hàng chơi tết, hàng đông nữa, chơi tết được luôn, là bán 160 cặp luôn, còn có khoảng chừng chắc cỡ 15-20 cặp gì à? Dạ, cái đó đó. Hàng này hàng gốc nhớt nha cả nhà. Đúng rồi, dạ. Gốc nhớt nhưng mà ghép già mùa nha. Dạ rồi. Đó là ghép già mùa. Ừ, ừ. Rồi, còn mấy này là gốc phôi. Dạ. À, còn được mấy cây tam sắc nè. Tam sắc hoàng mai, còn đúng mấy rồi, gốc gì? Còn 3 cây. Này nhiêu chị? Dạ. Này nhiêu à? Hả? Này nhiêu? Cũng y vậy luôn á. Cũng y như cũ luôn phải không? Đúng rồi. Nè. Tam sắc hoàng mai. Đúng rồi, bán 16 cặp. Cũng là cặp như 16. Đúng rồi. Tam sắc hoàng mai nè cả nhà. 16 bao ship luôn á nha. Dạ. Nếu mà mua gộp gộp lại đi rồi bán luôn rẻ luôn cho nha. Dạ rồi. Tây thi nè ha. Cúc tây thi hàng này mình về mình lấy cũng bo được nè cả nhà. Đó, nó có bông. À. Dạ. Mấy chục cánh luôn mà, cúc 150. Siêu bông Sài Gòn, giảo cánh tròn, giảo cam cánh tròn. Đó, đủ thứ hết trơn ha. Rồi bạch mai thái nè cả nhà, tam sắc hoàng mai đồ hay, nói chung nhà vườn mình cũng nhiều giống lắm, nhiều dữ lắm. Cả nhà mà có cần gì thì cứ liên hệ nhà vườn giúp em đi, nhầm kia trên clip chị giới thiệu cũng còn sót nữa cả nhà. Sót á cả nhà. Dạ. Giờ sót như là cả nhà biết em lâu rồi là sẽ biết em bán nhiều thứ lắm nha. Dạ. Nhất là mai con, mai con đặc biệt là mai con sữa rễ á. Dạ. Mai con mà cắt rễ chuột đồ đó là bên em là vẫn có bình thường nha. Rồi rồi bữa nay là lên mấy cây bảy tạo bự mà đẹp mà rẻ rồi. Ơi còn đấy, hai cây này sao vậy, hai này vô đây, vô đây phải không, vô rồng gắn lên mây nha, một con rồng, rồng một con gắn, con rồng đang lượn nè ha. À, bên đây là một con gắn rồi ha. Rồi sữa gì đây rồi. À, sao cây này mỗi cây nó có hai nhánh đó cả nhà, cả nhà về muốn sữa tái tim hay là sữa gì đó sữa nha. Dạ. Tại em sữa vậy đó. Rồi, rồi em để vậy đó, nó có hai nhánh hai bên, có con cặp này ngộ vậy, có hai nhánh hai bên vậy á, có con cặp này à, có con cặp này hả? À, đúng rồi. Cúc bạch mai. Cúc bạch mai nha cả nhà. Dạ. Đây là cúc bạch mai nha, mà ta mà nuôi đẹp đàng hoàng nha, là từ lá chân lên vẫn còn luôn nè nha. À. Ôm nụ rồi nha, có nụ hết, về tết mặt bông liền luôn. Rồi. Khỏi lo là lừa đảo nha. Giờ mình nhìn cây cả nhà, nó lơ lơ, nó sấn lơ lơ nè cả nhà, cái đọt của nó cả nhà. À, cặp một con rồng một con rắn, mình nhớ luôn nhiêu vậy hả? 300. 300 ngàn bao phí ship luôn đúng không? Đúng rồi, 300 là gửi luôn cái chậu này luôn ha. Thì giống vậy nè. Dạ. Giống vậy nè đi nha. Con rồng, con rắn cả nhà. Con rồng, con rắn nha. Rồi, mà rồi. Hai cây này ngộ lắm, nó có hai nhánh hai bên vậy, cây nào cũng vậy á. Dạ. À, chị mồi nó ra nghe. Rửa trái tim à. Cúc bạch mai cái đỏ đỏ. Ai muốn sữa về sữa gì sữa nha, cái đó em không biết. Bông trắng nhưng mà bông cúc cả nhà. Cây không có suy nha cả nhà, đặc biệt là cây không có suy yếu nha. Cây rất là tốt luôn, lá chân nè, nó nếu mà nói về dòng bạch mai thì nuôi như vậy là gọi là ok lắm nha cả nhà. Dạ. À, một cặp cúc bạch mai là 300. Tân Châu bãi tạo nè cả nhà. Dạ. Đó, bốn chục. Nè bữa trước á em có lên được một cây á, cả nhà nói là trời ơi cứ điện em mua cây đó không à. Bữa nay mua giùm em đi, bữa nay em lên hai cây cả nhà mua giùm nha. Đó, cái lô này là do là để cái đi cũ cả nhà. Cái gì chị? Nói sao ta? Tại vì cái này á là gốc phôi vườn rồi. Mà nuôi sẵn qua cái phôi luôn. À. Nuôi sẵn cái phôi. Ừ. Cái người ta chặt nền quá, người ta bán rẻ quá. À. Hả, mua về đóng bò bãi tạo vô. Rồi. Đóng bò của Tân Châu bãi tạo vô nha. Đóng dạ. Vô một cái, đóng vô từ chọt nữa ha. À. Rất là lề nhanh liền cốt luôn. Kiểu dạ. Này là nó nhanh liền cốt mà nó nuôi mạnh luôn nó đó. Nó khỏe hả chị ha? À, cây vậy miếng ngon, không? Ghép gì là miếng ngon này nha cả nhà. Dạ. Rồi cái cây này là em bán là 500 một cây nha cả nhà. Cây này 500 ngàn bao cái ship luôn cả nhà. Đúng rồi. Một cây giỏ Tân Châu chú bãi tạo. À. Hoành này nè, cái cũ là 26 nè. 26 cái cũ đúng cả nhà. Rồi. Ừ, hoành này khoảng 10, 15. 15. 15 nè, tược dài lắm cả nhà ơi, tược dạ. Dài lắm nha. Ừ. Mà tốt nữa, cây này là ghép là 4 bo nè ha. 4 chột luôn nha cả nhà. Ừ, mà ghép bo tược luôn. Dạ. Tại vì gặp cái lô gốc này á, à. Nó rẻ xong rồi, cái dạ. Người ta vô người ta nuôi trong đây nè. Nên ừ. Cây này mà em vận chuyển tới nhà cho mấy anh chị là quá tuyệt vời luôn. Không dạ. Có, cũng như là nó ngon lắm luôn á. Dạ. Nè ha, bạn tay Tân Châu của chú Bảy
tàu này nha cả nhà. Dạ. Mình nhìn cái quăng lá là biết rồi ha. Ừ. Đó, thứ hai nữa là cả nhà cũng mua của em nhiều và cũng biết bên chỗ em bán, nếu à, em bán là cái giống nó phải đúng nha, phải dạ. chuẩn giống. Nếu mà lỡ nhiều khi à, ví dụ như người ta mua cây bình lợi, cây ngọc toàn qua cho người ta hai cây bình lợi không, ừ. sao mắc gửi cây ngọc toàn thường thấy bà luôn á chứ. Dạ. À, chứ đâu có phải mà dễ ăn đâu nha cả nhà, không có dạ. dễ ăn đâu nha. Cái này gọi là mã số 2 hả chị, sao chị ha? Hồi nãy mã số 1 đi, này mã số 2 đi ha. Thôi đi giờ, giờ cứ sao? Có 1 cây, 2 vậy cây, ha, có 1 cây. Đó, đó, cây 2 cây không mà đâu có cái nào nhiều rồi, đâu. Cả nhà nói cây bảy tạo 500 ngàn là chị à. Biết hết cả nhà. À, cây cây, cây 4 bo, cây 2 bo, 3 bo vậy rồi. Rồi. Còn cây này là nó xịn hơn. Cây này thì mình nó có 3 bo thôi 3 nhưng chọn. Mà nó xịn lắm cả nhà ơi, nhìn nó xịn lắm nha, hoành dạ. 25. Cũ nó này 25 nè. Này là cũng 15 mấy á. Hoành là 10 15 hơn 15 cả nhà. Cây này mình ghép được 3 chục ghép. 3 chục ghép nha, nhưng mà nhìn đã ghê không? Dạ. Cây này nè, cây này là nữa là nó có thế nha. Cây này nữa có thế là thế nó thấy cái dáng bay, còn cây này nãy nó không phải bay. Ừ. Cây này đúng thế luôn nè. Em ghép được 3 bo rất là mập luôn nè, tạm nhìn dạ, nha. Dạ. Ha. Ừ. Cho em xin thông số cây này luôn chị ơi. Nha. Cái dạ. cây này á là cái này 3 chục nha cả nhà. Dạ. Một bo đóng rồi một bo hai tược. Bo này mình ghép tược ta, hai bo này là tược, một bo này bo đóng dạ. tại vì chị thấy cái thế nó đẹp á ừ. cái chị đóng tội mà đóng vô nó mạnh thấy ghê luôn tổng dạ. và bởi vì tại vì cây mình là cái cây mình cây nuôi 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 gốc phôi á ừ. nè đo cái bài nó ra ngang ừ. cây này mua về để dành chơi luôn cả nhà ơi, 47 nè, 47 đó, còn cái cao này của nó nè 31 nè dạ. Ha. Rồi, rồi. Đó, em cái hoành luôn. Ủa hoành nãy giờ đâu rồi ông ơi? Tại đi ngang này chị nhớ rõ ràng à. Dạ. Cây này thì em cũng bán là 500 nha. Ai thích đó, cái dáng bay thì mình lấy cây này nha. Dạ. Nếu mình về mình sửa. Dạ. Cây này sửa ra đẹp lắm. Dạ. Tại vì bữa chị tính ghép ở bên đây nè, ghép cái bo này bên đây nhưng dạ. mà khi chị thấy á, thấy cái thế của cây cái chị đẩy bo cái đây nữa. Dạ. Nó lên đẹp ghê luôn ha. Dạ rồi. Chỉ cây có 2 cây thôi. Dạ. Nếu cả nhà chốt à một cây 4 bo hay cây 3 bo thì cho nói em nha. Dạ. Cây nào thì cũng 500, nói chung dạ. cây bay 500 á. Cây bay nó cũng 500 luôn. Dạ. Rồi, tới Ngọc Phát nha. Bây giờ mình tới siêu bông Ngọc Phát nè, bây giờ hỏi em Ngọc Phát có cây bự thì không? Có đây luôn nha. Cả nhà ơi, vô dây cho cả nhà luôn rồi á. Nè. Không? Rồi, nè. Cái đế đây cả nhà ơi. Đó. Nói gốc phôi vườn không à. Ừ. Bên chị thì chuộng cái vụ gốc phôi vườn lắm. Cái nào gốc công nghiệp thì nói gốc công nghiệp nha. Dạ. Mấy cái gốc đó thì cho miếng ai thích thì người ta mua vậy đó. Dạ. Còn như những anh chị nào khi người ta thích mai nhưng mà ta không có biết chăm. Rồi, cho em xin thông số cây này luôn. Cây này giờ đo sao đây? Cây này là siêu bông Ngọc Phát nha cả nhà. Siêu bông Ngọc Phát nha cả nhà. Ở hoành thân mình đo được là 15 mấy á. Hoành là 15 mấy. Tính 15 đi. Rồi, hoành cũ. Mình đế, bể với này 30, là 33. 33 cả nhà. Đó, cái này dài. Mình ghép được 5 chục, mình đóng đầu 5 chục. Bên này 2 ở trên đó hết 3. Rồi 5 bo, cái chiều dài của cái này là nó 52 nè. Tán ngang là 52 rồi chị. Cây này lại cũng thích hợp để mình làm bonsai nha cả nhà. Dạ. Thích hợp làm bonsai nha. Dạ rồi. Nó dài, cái độ dài của chỗ nó là 52 á cả nhà. Rồi chiều cao 34 ha. 34 tính chắc cũng cỡ 35 36 gì vậy, tại vì mình bẻ cho nó cong cong nè, nó uốn uốn lượn lượn vậy đó. Dạ. Giá giao lưu bao nhiêu chị ạ? À? Cây này hả? Cây này là chị bán là 600 nha. 600 bao ship luôn. Bao ship là ship luôn hết về cho mình. Gửi luôn cái chậu này luôn. Đúng nha. Đúng rồi, gửi luôn cái chậu về cho mình nha. Bữa giờ thì thấy ship chậu đi cũng ổn lắm á. Dạ. À cái mà cam, dạ cam mà đổi màu của chị mà bữa chị bán mà cái bông nó là 20 cánh á. Dạ. Cái mình có test mặt bông luôn rồi đó, nhớ. Rồi, nó đổi màu ngày này qua ngày kia, nó nhạt nhạt dần đó cả nhà. Để coi sáng nó nở vậy phải không? Tới à. 2 giờ nha, cả nhà canh 2 giờ ra coi là ra màu khác á. 2 giờ chiều phải không? À đúng rồi, ví dụ như sáng nó nở xong cái 2 giờ chiều ra xem thử biết nó ra cái màu nữa. Dạ. Là còn cây. À. Còn cây này nha. Cây này mình ghép được cây này là chị bán là 300 nè. Dạ, 300 ngàn cả nhà, gốc vườn luôn, 40 ghép nha. Đó, 40 chục ghép. Ở cái chọc này tính hồi đó bỏ mà bỏ uổng cái để cặp thôi kệ để nữa. Luôn cặp dạ. vô đây luôn cho nó dính luôn dạ. nó dính ở đây luôn nha. Rồi cho em xin thông số cây này luôn chị. Bông nó là kiểu như bông dảo chị hả? 20 cánh mình tới dảo đi. Cái bông này nó bự mà, cái này là 13 dạ. cổ này là 13 nha, cái cổ là 13, còn cũ đây bự lắm. Dạ. Rồi ha. Rồi. Cam đổi màu nè, mà cam đổi này là nó tới 20 cánh là ngang, nó đổi màu theo từng thời gian luôn á. Dạ, như chị hả? 300. 300 ngàn bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo. Không, tiếp theo mình rồi. Tới đây. Ôi ôi. Nè. Rồi giống mới nhất bây giờ em cả nhà. Đúng rồi. Giống mới nhất bây giờ ghép vô gốc vườn có nè, hai gốc nhớt cũng có luôn nè. Hai gốc nhớt. Dạ. Giống hoàng kim á cả nhà. Hai gốc này là 300 bao ship.
hai góc đó là 300. Một góc này là 300, bao ship. Một góc này là 300, còn hai góc này cũng là 300. Đó, đó cả nhà thích đó. Cái nào? Mình thích cái bên đây thì mình lấy bên đây. Dạ. Thích cái bên đây là mình lấy cái bên đây nha. Rồi, hai góc lò xo này cả nhà. Đó. Hai em lò xo ha. Hai em lò xo 300.000 bao ship, còn dạ. Em góc giường hai tược cũng 300.000 bao ship. Ba nó dễ nôm vậy nha, cũng dạ. 300 bao ship luôn. Dạ rồi. Dạ. Giấu hoàng kim cho nên cái tược nó hơi còn ngắn cả nhà, tại vì giống mới mà. Cái tùng nè cả nhà, tùng dạ. Bữa nay nó cũng ngon lắm rồi nha. Dạng niên tùng nè cả nhà. Đúng rồi, 15.000 cây nè. Cây vậy là 15.000 một cây nha. Đúng rồi, 15.000 cây. Mà sao ta? Sao? Có sao? Cái tùng đọt đỏ mà cái tùng ung hột. Tùng đọt đỏ hả? Mà cái cây này thì ung bằng hột nha. Hàng này là hàng mình dăm cành chiếc nhánh, còn hàng này là mình ươm hạt hả chị nha. Có đâu chắc được 30 cây hay gì hà chị, ông ơi. Cái này gọi là tùng đọt đỏ hả chị hả? Tùng đọt đỏ mà ương hộp á, còn cái loại tùng như đỏ, bữa hổm chị có bán tùng đọt đỏ nè, tùng đọt đỏ 15.000 cây là mình dăm cành chiếc nhánh. Rồi. Còn này còn là cái ươm này hạt ương nè. Hộp. Cái này nhiêu chị hà? Này hả? Cái này vậy á là 100.000 cây nè, hai cây là cái này cây ươm hạt nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi. Mà mua 3 cây thì 250. Dạ. 3 cây như vậy là 250 bao phí ship nè. Đúng rồi, 3 cây thì 250. Còn cái này là 15.000 cây, mua 20 cây là chị cũng bao ship luôn. Rồi, còn tùng này, tùng gì vậy? Tùng kim cương. Tùng kim cương. Tùng kim cương nè, tùng này thì 50.000 cây nha cả nhà. Cây này là 50.000 cây nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi. Mà 50.000 này á, 50.000 này cây á là mua 4 cây chị mới bao ship nha. 4 cây như vậy bao phí ship. Đúng rồi, 4 cây bao ship. Cái này là chiếc nhánh nha cả nhà. Cái này là dăm cành chiếc nhánh. Có này ương hột nè. Chưa còn loại ương hột nữa ông ơi. Còn nữa hả? Nè. Không biết mà nói vậy không. Nè tùng này tùng. Còn này nữa nè. Tùng Đài Loan, ương bằng hột luôn. Cây bự cả nhà ơi. Cái cây đó là ương bằng hột luôn. Cây đó là cũng cái này là 100.000 cây. Cũng bằng giá luôn. Đúng rồi, cái này 100.000 cây nè, ương bằng hột luôn nha, tùng Đài Loan nha. Rồi. Còn cái mà không ương bằng hột á, chiếc nhánh là tùng Đài Loan nè. Đây. Nè, bên đây là chiếc nhánh nè. Đúng rồi, bên đó là chiếc nhánh á, bên đó là chị bán là 20.000 cây. Rồi. À, chiếc nhánh là 20.000 cây, còn ươm hạt là 100.000 cây. Đúng rồi, cây này là ươm hạt nha. Có ươm hạt này cũng ít nữa chứ không có nhiều không nha cả nhà. Mấy cái ươm hột thì cả nhà cũng biết rồi đó, đâu có nhiều đâu mà ươm. Cây nào cũng nói ươm hột người ta chửi. Đâu mà hột đâu mà ươm. Rồi, vậy hay cả nhà. Dạ. Giống như là cả nhà rồi giải tiêu cái đọt đỏ của tôi ông ơi. Em làm hay ai làm hả? Cái nè, thấy chưa? Em làm hả? Đó, chưa làm mà giải tiêu đọt đỏ nè cả nhà. Rồi cả nhà coi có mua tùng thì mua giùm em nha. Dạ. Cuối clip á thì em cũng mong cả nhà là ủng hộ em nha. Mình cần mai tàng á thì mình mua mai tàng ủng hộ cho em. Dạ. Mình có thể như lúc gài nè, mua giùm mình trồng á. Dạ. Mưa này trồng đã lắm cả nhà. Trồng không rụng một lá luôn. Đã lắm nha. Tại tổng nhà thấy im quá. Dạ. Rồi mình muốn mua mai giống á thì cũng ghé chỗ em mua ủng hộ giùm nha. Nhiều giống lắm nha cả nhà. Còn mua mai chơi Tết cũng có thì bên em cũng có luôn nữa đó. Bên em cũng có những cái dòng mai chơi Tết thì tại vì một cái clip như vậy á thì em cũng không thể lên được quá nhiều. Dạ. Đó, thì ví dụ như cả nhà xem được clip nào có giống nào cứ alo cho em, nếu có là em sẽ bán cho mình nha. Dạ. Với cái giá rất là hữu nghị luôn nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Dạ. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.